Người dân miền Trung vừa trải qua những thảm họa thiên nhiên liên tục, bão chồng bão, lũ chồng lũ. Trong tình cảnh đó, nhiều chùa chiền vẫn đang đồng hành cùng các mạnh thường quân giúp đỡ người dân giai đoạn hậu bão lụt, trong bối cảnh chẳng còn bao lâu nữa là năm hết Tết đến. Trong một tháng vừa qua thì có bão thì nó sập cây cối quanh chùa, rất là mấy những rồi bão qua rồi mấy ngày sau thì lụt. Thì bà con dân làng ở đây hiện tại là có rất nhiều hộ họ mất trắng, ví dụ giống như ước lúa ước gạo thì đa số là bị hư hỏng thiệt hại rất là nặng là dân làng ở đây. Giờ là thời gian để gây dựng lại những gì đã bị thiên tai tàn phá. Chuyện mưa gió còn sót lại sau mấy cơn bão liền đi qua dường như không là chuyện bận tâm nữa của người xứ này. Họ đang lo cho ngôi nhà của mình liệu có thể sớm che nắng che mưa trở lại như trước. Bão qua rồi là tóc mái lắm luôn, họ chưa lợp kỹ thì lụt tới thì chẳng còn. Hiện tại có những nhà của bà con ở đây là nhà bị sập, bị tóc mái, bị thiệt hại. Tại vì mưa bão ở cái trận bão vừa rồi đó là có nặng, rất là nặng. Còn ngoài những cái ăn uống, cái nhu yếu phẩm thì bây giờ người ta cần sửa nhà. Miền Trung với những ngày có nắng, lo lắng của nhiều cư dân xứ này là tiền đâu để lợp lại mái nhà. Tuy rằng ở trên này là không lụt không nhiều, nhưng mà cũng ảnh hưởng vì qua cái trận bão lốc nhà nhiều, có nhiều nhà phải sập, có nhiều nhà tốc mái. Nói theo cách của tôn giáo thì mọi chuyện tùy duyên thôi. Mùa mưa rồi cũng qua, lũ rồi cũng qua, đời sống đang dần về nếp cũ, lại xắn tay áo để gây dựng lại nơi chốn của mình thôi. Miền Trung vốn năm nào cũng chịu thiên tai, năm nào cũng thế, quen rồi.